Xin chào các bạn nha. Bây giờ chúng ta đang nằm hiểu kiểu gì? Đang đi ở trên cái đường vào thác Siro Hige. Thì đây là một cái cây cầu màu trắng. Đâu rồi? Đây, cây cầu màu trắng để mình đứng mình nhìn qua cái thác. Thì mình sẽ đi vô soi chi tiết coi thác này có gì và vì sao nó lại nổi tiếng. Và nó nằm rất là sát cái hồ Bie mà màu nước xanh huyền bí đó. Đấy. Thì trước khi vào thì phía bên tay phải của mình là một cái tòa nhà. À, chắc ở trên đấy là bán đồ ăn hoặc là bán quà lưu niệm. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào. Thì các bạn có thể gửi xe đại ở trên này. Đấy, mình cũng đặt ở đây thôi, miễn phí, không ai lấy tiền hết. Rồi trên hoặc là đằng sau kia thì các bạn đặt đại trên đó không sao. Rồi đi bộ vào khoảng 20 mét. Thì đây là cây cầu để nhìn cái thác Siro Hige. Thì cái Siro Hige này, thác Siro Hige này nó nằm ở một cái thị trấn suối nước nóng Siro Gane. Vì sao nó lại đặt có cái tên là Siro Hige như vậy? Bởi vì cái thác nó chảy ra cái dòng nước nó có cái màu xanh coban rất là huyền bí. Thì bây giờ mình sẽ nhìn ra ngay đây. Đấy, đây là cây cầu. Cây cầu đúng không? Mình đi hết đường là sẽ vào kia. Thì đây là cuối đường rồi. Bây giờ mình sẽ nhìn xuống dưới đây coi có gì. Đấy. Đấy, đây. Chỗ này đây, chỗ view này đây là sao? Nó nằm ở độ cao 600 m, nước nó chảy ra từ các cái kẽ đá bị hở. Cho nên nó ví như là một cái bộ râu của một người nào đó ông già. Thì người ta mới gọi đó là Siro Hige. Siro là trong tiếng Nhật là trắng, Hige là cái râu. À, các bạn thấy không? Chảy ra y chang bộ râu của con người luôn. Rồi, thì ở đây cũng là thị trấn nước nóng đây. Chảy ra thì nước có màu xanh đặc trưng giống cái hồ Bie mà nổi tiếng ở đây đấy các bạn. Nó cũng màu xanh như vậy. Và cũng do các cái núi lửa quanh đây phun trào và là do aluminium nó chảy ra từ các cái núi lửa đó với lại lưu huỳnh, phốt pho đó, nó đọng lại ở dưới cái dòng suối. Cho nên nó đọng lại ở dưới đá dưới đất á. Cho nên nó mới có cái màu xanh đặc trưng như vậy chứ không phải là tự nhiên mà nước nó màu xanh nha. Đó. Các bạn thấy chưa? Đây. Okay, chúng ta sẽ tiếp tục đi một dọc hướng này coi là nó còn có những cái gì. Ờ. Đó. Thôi, bỏ cái mặt mình ra để cho các bạn coi khung cảnh đẹp như thế nào nè. Đây, đây là khung cảnh phía dưới. Một cái dòng sông chảy tiếp ra cái hồ, có thể là cái hồ Bie đó các bạn. Bie, hồ Bie nó cũng màu xanh đó. Các bạn thấy tuyệt vời không? Ok, và ở Việt Nam chúng ta muốn nổi tiếng thì sẽ có cách như sau. Nổi tiếng rất là nhanh chứ không cần núi lửa phun trào đúng không? Hiểu kiểu gì? Thì chúng ta sẽ dùng nước màu và các loại bột. Các loại bột không tan hoặc là ông nào rảnh rảnh xuống sơn với cục đá rồi ném không dưới đấy. Thì chẳng ai biết cả, thì đứng ở đây có ai xuống dưới đâu các bạn. Nó đây xuống dưới đâu cho nên anh thích màu đỏ màu tím thì cuốc hết là nổi tiếng rồi. Đó. Thác sau này Việt Nam kêu thác nước bảy màu Việt Nam nó tự nhiên sau một đêm kỳ tích xuất hiện bảy màu luôn. Thế ông im mẹ ám mồm. Thấy không? Ở đây cũng easy. Thế hiểu đúng không? Thì kỳ tích thì ở đâu mà chả xuất hiện được. Đó. Nó gọi là kỳ tích xuất hiện đấy. Thì đây là cái đường, cái cầu mình đứng. Đó. Ok, thì đó là sơ qua một chút về cái cầu này. Đấy. Bạn thấy chưa? Hôm nay đi trời nắng các bạn. Cho nên da cháy hết nè.
Tôi mới đi 2 ngày leo núi với xuống biển thôi mà da người da mặt đen thui nè. Đấy. Không, đen đỏ hồng luôn. Chứ không phải là trắng như cái cổ nè. Trắng như cái cổ nữa đâu, thấy không? Hai màu khác nhau mà. Đó. Nhưng mà được cái là trải nghiệm thú vị cho nên cũng chẳng có vấn đề gì to tát, không? Tiếp tục chúng ta sẽ đi tới điểm tiếp theo. Đối với các bạn đấy là đâu? Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip của mình. Các bạn nhớ ấn like, subscribe và comment. Chia sẻ những cái video của mình để nhiều người khác biết hơn về cái thế giới quan tài nhé. Trên đường quay trở về Sapporo thì đây là một cái trung tâm thủ đô, là một trong những thành phố lớn trẻ nhất của Nhật Bản. Thì Chiến sẽ giới thiệu đến các bạn những cái món ăn nổi tiếng ở khu vực này. Nhân tiện đấy, cái lịch sử của cái Sapporo này á, nó vào năm 1857, khi mà cái thành phố này chỉ có khoảng 7 người sinh sống thôi. Thì vào cái thời kỳ đầu đấy thì Sapporo nó được chọn là, thì tất nhiên ở trong đây có rất là nhiều các cái thành phố nhỏ các bạn. Đấy, thì Sapporo là một trong những cái thành phố được chọn làm trung tâm hành chính của hòn đảo. Đó. Và mà theo các cái lời khuyên của chuyên gia người nước ngoài thì người ở đây nên chọn Sapporo làm cái trung tâm hành chính để mà cai trị, để mà quản lý, điều hành. Tại vì nó là một cái nơi rất là thuận lợi về địa hình nè, rồi đường xá nè. Đó. Cho nên về sau đấy thì cái hệ thống đường phố nó được gọi là thiết kế theo cái kiểu hình chữ nhật bên phong cách Bắc Mỹ. Các bạn thấy bên Mỹ Los Angeles đó, cũng hình chữ nhật vuông, đúng không? Đấy. Thì sau khi đó thì Sapporo nó trở lên nổi tiếng với thế giới vào năm 1972, khi nó được chọn làm Thế vận hội mùa đông Olympic được tổ chức. Thì đó, thì từ đó thì cả nước, cả thế giới đều biết tới Sapporo, và cũng có bia Sapporo cực kỳ nổi tiếng và gọi là lâu đời rồi các bạn. Nói sơ qua về cái đồ ăn, đồ uống á, thì ở đây thì có là ramen cũng nổi tiếng nè. Ramen nghĩa tiếng Việt thì ra là mì các bạn. Và đồ uống thì có bia Sapporo, thì như cái video trước của mình á, mình có quảng cáo nguyên một cái gọi là CD về bia rồi các bạn. Đây, ngay đây mình sẽ đánh kèm ngay phía trên này nhá. Đó, các bạn lướt vào để xem, hoặc là các bạn có thể tìm trong cái list video của mình. Đấy. Rồi ngoài ra có một cái cực kỳ độc đáo chỉ có ở nơi đây, đó là lễ hội tuyết hàng năm được tổ chức. Đó. Và cái lễ hội tuyết này á, người ta sẽ gọi là điêu khắc lên hình các cái nhân vật hoạt hình rất là dễ thương các bạn. À, thì để mà tham quan tới các cái lễ hội tuyết ở đây á, thì những người nước ngoài á, họ phải đặt vé, và một năm á, chỉ có mỗi tháng 2 thôi. Thì tháng 2 thôi thì người ta mới tổ chức cái lễ hội tuyết này, cho nên muốn tới thì các bạn cũng phải sắp xếp lịch và thời gian hợp lý nhất để tới đúng cái mùa mà tuyết nhiều nhất. Đó. Rồi, chúng ta gác lại cái lịch sử của cái thành phố Sapporo, thì tối hôm nay Chiến muốn giới thiệu cho các bạn một cái thực đơn, đó là mì ramen. Đó. Chắc hẳn các bạn cũng đã nghe qua ramen rồi đúng không? Và đố các bạn so sánh được nè, ramen nè, với udon nè, với soba nè, hay là somen nè, thì bốn cái món đó có gì khác nhau. Đó, hôm nay Chiến sẽ đi ăn ramen để xem nó như thế nào nhá. Chắc hẳn là các bạn cũng đã biết sơ qua rồi, ramen thì chắc sẽ làm từ là bột lúa mì nè, nước nè, cho một chút muối vào cho có vị mặn nào, và một cái đặc biệt là nước cho tàu. Thì cái nước cho tàu ở đây để làm gì? Đó, đặt ra cái câu hỏi như vậy thì nước cho tàu nó dùng để tăng cái độ dẻo dai của sợi mì nè, và cho nó có mùi vị, và hơn nữa là nó đã mang lại cái màu đặc trưng cho cái sợi men, sợi mì đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục chạy tới cái quán đó nhé. Đây, hiện tại thì Chiến vừa tới cái quán ramen đó các bạn. Đây là cái quán gọi là Goku Niboshi Hompo. Thì Hompo nghĩa là quán chính của nó luôn. Nó rất là nhiều chi nhánh trên toàn nước Nhật Bản. Vì là đang ngồi ăn quán chính cho nên cảm giác nó khác các bạn. Nó ngon mà nó hãnh diện, không? Kiểu như đi từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội mà ăn được bát mì quá đã. Trong quán này nó có một cái gọi là hương vị chính, đó là hương vị cá mòi. Thì Chiến đặt ngay một cái tô cá mòi mà không cần phải do dự, ăn rất là ngon, nó có vị mặn giống như Việt Nam các bạn. Đấy, thì các bạn qua Nhật thì cũng nhớ để ý các cái hương vị nhé. Tại vì nó có vị nước tương nè, vị súp nè, rồi vị nhạt nhẽo lắm. Cho nên các bạn phải chọn, một là vị cá mòi, hai là vị tonkotsu, có nghĩa là thịt xương hầm. Các bạn nhớ chọn để ăn cho quen vị và giống ẩm thực của Việt Nam nhé. Bye bye.